Tết này ai đến sông nhà? Bạn đã chọn được chưa? Hãy soạn tin XN dấu cách năm sinh của bạn gửi 8730 để chúng tôi giúp đỡ bạn. Tục lệ sông nhà đã có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Người sông đất là người mang đến may mắn và niềm vui đầu tiên cho gia đình bạn trong năm mới. Cho nên cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta thường tìm những người phù hợp nhất để nhờ sông đất. Hãy soạn tin XN dấu cách năm sinh của bạn gửi 8730. Để nhận được tư vấn chọn người sông đất đầu năm mới hợp với tuổi của mình, ngoài ra bạn còn nhận được trách nhiệm vui năm 2013 của mình nữa. Nhanh tay nào, hãy soạn tin XN dấu cách năm sinh của bạn gửi 8730.